Xin kính chào quý vị và các bạn. Như vậy là đợt không khí lạnh tăng cường vừa qua cũng đã kéo nền nhiệt độ ở Bắc Bộ xuống từ 2 đến 3 độ và khiến cho tình trạng rét đậm quay lại. Tuy nhiên nhiệt độ trung bình ngày cũng chỉ phổ biến khoảng 14 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất ban đêm khoảng từ 10 đến 13 độ. Khu vực trung bộ ít mưa, trời nhiều mây vào đêm và sáng sớm, ban trưa thì vẫn có nắng nên thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mới là khu vực có nắng nhiều nhất trên cả nước đúng tình trạng của mùa khô và khiến cho độ ẩm và ban trưa nhiều nơi xuống dưới 45%. Do vậy mà quý vị cần hết sức lưu ý cảnh giác hiện tượng cháy rừng và cháy nổ trong sinh hoạt do bất cần có thể xảy ra. Từ hôm nay nhiệt độ dần tăng nhanh trở lại ở bắc bộ. Và cứ theo đà này thì trong 3 ngày tới, thời tiết trên toàn miền Bắc sẽ ấm lên nhanh chóng. Tuy không phải là nắng nhiều vào ban ngày, hơn nữa trời còn nhiều mây vào đêm và có thể có sương mù, mưa bụi nhỏ vào sáng sớm, nhưng không khí lạnh hầu như suy yếu hẳn, nên nhiệt độ trung bình ngày sẽ vượt lên trên 15 độ. Thời tiết ấm áp hơn nên sẽ thuận lợi cho sức khỏe cũng như sinh hoạt của người dân trong khu vực. Bên cạnh đó, thì việc giao trồng của bà con nông dân cũng xuân sẻ hơn. Xuống tới khu vực miền Trung, không khí lạnh cùng đới gió Đông Bắc đã suy yếu nên không còn ảnh hưởng đến thời tiết trên khu vực nữa. Thay vào đó là một hệ thống mang lại thời tiết khô và nắng nhiều cho khu vực này. Ngày sẽ nắng sớm, đặc biệt là các tỉnh từ Huế trở vào cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận. nhiệt độ theo đà tăng nhanh mỗi ngày từ 2 đến 3 độ. Trời hầu như ít tới quang mây, độ ẩm trong không khí cũng giảm dần, xuống trung bình chỉ còn khoảng từ 75 cho đến 80%. Trong khi đó, các tỉnh thành phía Nam vẫn là khu vực có nhiệt độ cao nhất trên cả nước, thậm chí tại Tây Nguyên và Nam Bộ đang ngày càng có biểu hiện khô hơn và nắng to hơn. Bởi trong 3 ngày tới, toàn bộ hệ thống thời tiết quang mây sẽ bao trùm trên khu vực này. Ban ngày nắng có thể xuất hiện rất sớm, số giờ nắng kéo dài cùng với cường độ nắng cao sẽ khiến cho độ ẩm trong không khí sụt giảm mạnh mẽ. Và ban trưa ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, độ ẩm có thể xuống dưới 40%. Như vào sáng sớm thì nhiệt độ lại giảm sâu, ở Tây Nguyên chỉ còn từ 11 cho đến 14 độ, trời rét nhiều và có thể kèm theo sương mù. Như vậy thì sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm tại khu vực này có thể vượt cả chục độ. Do vậy mà người dân nơi đây cần chú ý có biện pháp bảo vệ tốt cho sức khỏe, tránh để mất nước, đặc biệt là đối với các đối tượng phải làm việc ngoài trời. Sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho từng khu vực trong 3 ngày tới. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, vào ngày 20 cho đến ngày 22, đêm và sáng nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hứng nắng, thời tiết đã đỡ rất hơn, nhiệt độ từ 12 cho tới 23 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong 3 ngày tới, đêm và sáng nhiều mây, có mưa ở vài nơi. Riêng các tỉnh ven biển có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây, trời hừng nắng yếu. Nên nhiệt tăng dần khoảng 2 độ mỗi ngày và dao động nhiệt độ giữa ngày và đêm từ 13 cho tới 21 độ xuôi xuống khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Trong 3 ngày tới, thời tiết trên khu vực phổ biến không mưa, ngày nắng, nhiệt độ tăng nhanh trở lại, giao động từ 14 cho tới 24 độ. Các tỉnh phía nam khu vực là khoảng từ 14 cho đến 26 độ, trời chỉ còn rét vào đêm và sáng. Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong 3 ngày tới, toàn khu vực cũng có thời tiết phổ biến không mưa, trời ít tới quang mây, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 cho đến 29 độ, các tỉnh phía Nam khu vực là từ 22 đến 31 độ, trung bình tăng lên khoảng từ 3 đến 4 độ, độ ẩm giảm dần. Chuyển sang vùng cao Tây Nguyên, tại đây thời tiết phổ biến không mưa, đêm và sáng sớm trời rét sâu với nền nhiệt giảm khá sâu do trời ít mây nên mặt đất bị phát xạ mạnh. Ban ngày trời khô giáo và có nắng nhiều với nhiệt độ trong khoảng từ 15 cho đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ thời tiết phổ biến khá ít mây tới quang mây, trời không mưa và ngày nắng lạnh rất sớm, trời nắng khô, độ ẩm sụt giảm mạnh mẽ, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 23 cho đến 34 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 35 đến 36 độ. Cuối cùng sẽ là phần dự báo thời tiết cho khu vực biển Đông. Thưa quý vị, vùng vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông vẫn nhiều mây, sương mù, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 cho đến 10 km, Khu vực giữa biển đông thịnh hành đới gió đông bắc, chủ yếu chỉ có mưa vài nơi, thời tiết tốt. Khu vực nam biển đông còn có mưa rào và rông trong ngày 20 và ngày 21 tháng 1. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa ở vài nơi, gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật trên cấp 7 biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào dày rác và rông trong ngày 20 và ngày 21, gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật trên cấp 7 biển động. Thưa quý vị, như vậy là trong những ngày tới, thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ đợi rét hơn, rét đậm rét hại thu hẹp lại và chỉ còn xảy ra ở diện vài nơi. Nhiệt độ trung bình ngày phổ biến tăng trên ngưỡng 15 độ. Cũng với xu hướng ấm áp ở Bắc Bộ như nhiệt độ tại miền Trung còn tăng hơn nhiều bởi nắng nhiều hơn và không hề có mưa. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết hầu như không mưa và có nắng cả ngày, lại đang trong giai đoạn mùa khô nên bà con cần chú ý tới hiện tượng khô hạn bắt đầu xảy ra và được dự báo sẽ còn kéo dài tình trạng nắng gắt và khô trong nhiều ngày nữa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết trưa nay của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!